Đang đi dạy á. Đầu tiên thì mình sẽ làm bài dầu sôi, thì mình sẽ làm bài khi thơm. Đang đi ra. Một bánh pizza. Ừ, một bánh pizza nào. Bánh pizza cho em với Kaka ăn hả? À, ngon nhờ. À, ăn bánh này hả? Ăn bánh nào pizza. Ờ, Kaka ăn bánh này không? Ăn bánh nào pizza. Kaka ăn không? Pizza ngon lắm. Pizza ngon lắm à? Ừ, Kaka cũng thèm ăn đấy. À, dưới bố gọi bánh cái này. Từ từ Kaka ăn không? Bánh pizza này hả? Bố gọi cho ăn nha. Để bố gọi. Kaka chắc Kaka cũng thèm ăn lắm đó. Nhưng mà Kaka. Ừ. Để bố gọi vô. Ăn bánh pizza. Ừ, để bố gọi vào bánh pizza nha. Chào bố tí. Bánh pizza. Rồi. Alo. Cho mình một bánh pizza nha. Một bánh pizza cỡ vừa. Ừ, lại đến địa chỉ 248 Ngô Quyền nha. Rồi, ok. Ừ, rồi. Rồi, ok. Rồi. Bố gọi rồi đó. Bố gọi bánh pizza đó. Cậu Tính ơi, chào Tính, cho gọi lại ăn nha. Con ngồi đi. Này, ấy ngồi đi, ngồi xin gọi đi. Ừ, bố ngồi pizza cho hai đứa ăn đó. Này, xin gọi. Chó này. Con chó con mèo. Con chó con mèo. Đây, đấy, hai đứa lại đây ngồi cô đi. À, rồi tí nữa người ta gọi phải đưa máy cho bố nha. Rồi, ca lại tới xem. Con chó. Đây này, bánh pizza này. Ồ, ôi trời, dính. À, bánh pizza đó. Ngon chưa? Còn cái là ngô này. Ca ngồi xuống ghế đi. Rồi. Ừ. Chỗ nóng. Ngồi. Từ từ để bố lấy bát cho hai đứa. Ừ, ngồi đó. Đấy, ngồi chín đấy. Ôi, nóng à? Nóng. Nóng á? Không, ra ngồi xuống. Đang nóng luôn, bố quên không? Cá. Bánh pizza này. Ừ.
Đây. Nóng nóng hả? Cá nóng. Đây, đây mà. Đây. Biết. Không, đây mà. Cầm ăn cái gì này. Đấy, cầm nó, bố cái này xuống. Ăn đi. Ăn đi này. Bánh mì gà của nó. Cầm lên ăn, ngon lắm. Này ca ca ăn không? Bánh mì gà. Em cũng vậy. Đây là gà mà. Ăn từ từ thôi. Ca ăn từ từ thôi. Ăn đi. Đã ăn cho nhau. Em đứt tờ bơ ăn nữa. Cái gà chơi của mình, cái gà cũng bị ra có mùi thịt, cái gà không ăn. Cái gà ăn chay. Cho ăn đi, ăn đi hết thì không bố cho ăn thêm một cái nữa. Ngon nhỉ? Bánh đi ra ngon à. Đây 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 à, bố chuột không ăn à? Ăn không này? Cá không ăn hả? Cá chê pizza ngon này mà không ăn. Đợi cho cá ăn hết nấy ngô. Còn bía ăn hết nấy pizza với bố nha. Bía ăn hết nấy pizza nha. Nè cái mới này, bố cái đấy xuống. Ăn đây. Đấy, bố với con ăn hết đây nha. May mà người ta lại cho thêm một cái khuyến mại, thêm một cái nấy ngô đây để cho cái ngô chim, chứ không thì ca không ăn pizza, không biết ca ăn gì. Ăn pizza luôn nhỉ. Ăn đi. Ăn nữa này. Nè, yeah. Ăn lên. Hồi bốn hồ quá. Ăn đi ăn. À, ăn mua rồi đó. Không ăn nữa à? Quên rồi, không ăn nữa. Bây giờ chạy chở rồi. Ăn không? Ăn đi. Lên lên. Không ăn. Không ăn à? Cá không ăn thôi. Cá có ăn đâu mà, nè. Ngửi mùi chắc đâu. Ê, con ăn nữa, ăn đi. Hehehehe